Cầu Kè xin chào cả nhà nha. Hôm nay cầu Kè sẽ tiếp tục đi câu cua đêm nữa cả nhà ơi. Đây cũng vòng vòng mấy mương nhà của gần nhà cầu Kè cả nha. Rồi mọi nhà cùng đi theo dõi, cùng đi với cầu Kè nha. Con câu nè, trùng nè. Đó. Chừng nào có cầu Kè quay cho cả nhà cùng xem nha. Tiếp nha. Đêm như mấy mưa này nó cũng ưa nổi chứ kia. Đây, cầu Kè thấy đèn con này cả nhà. Đang đốt cầm nè. Kè đã vô đây rồi nha. Được. Cái câu nó nha. Chấp cũng chấp liền luôn nha. Thấy nó hung dữ mà nha, chấp nè. Khôn quá. Chạy cả nhà. Rồi con kế tiếp cả nhà. Về sẽ bà đánh con nè. Buông càng nữa nha. Con này bự quá bự. Thì bự nghe. Cua hết thằng cua. Cua này bự quá bự. Nhìn bự quá nha cả nhà. Kẻ bắt tay luôn cả nhà ơi. Cho thằng cua nè. Có thằng cua không nha. Đó, cua nè. Coi tiếp tục con kế tiếp nha cả nhà. Cậu kẻ mới thấy ngoài rồi cả nhà.
chỗ đèn ngồi hai mắt mắt đó mắt chán giờ nữa không kẻ cầu nghe nghe nha hết nổi qua đây cái nhà tắt nó chạy cái này khôn quá cái nhà ơi kìa nó bên kia nó thì kìa khôn quá dính ở nhà hết rồi nha bữa không đó dính nha hết quá ừ nha đó thấy không thì câu hết rồi chỗ kè mấy hết này dữ lắm ừ, cái ham cho nha rồi kè ấp máy đi.